Ánh Gióng, hay gọi là Phù Đổng Thiên Vương hay Sung Thiên Thật Vương, là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tứ bất tử, người có công diệt giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Truyền thuyết kể rằng ông sinh ra tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thời vua Hùng Vương thứ 6, Thanh Gióng là người trời đầu thai làm đứa trẻ. Tuy lên ba mà không biết nói, cười đi đứng. Nhưng khi có bộ tộc khác tràn xuống thì ông cất tiếng gọi mẹ, nhờ ra gọi sứ giả của nhà vua, rồi bỗng chốc phươn vai thành một thanh niên cường tráng đi đánh giặc. Sau khi đánh tan giặc Ân, ông bay về trời, nơi ông hóa chính là núi Sóc thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Theo sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, phần ngoại kỷ Toàn Thư, kỷ Hồng Bàng ghi chép lại về Thánh Gióng như sau: đời vua Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông bà lão nghèo, chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức, thế mà họ vẫn chưa có con. Một hôm bà ra đồng thấy một vết chân to, liền ướm thử xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh được một cậu bé khôi ngô tuấn tú. Kỳ lạ thay, cậu bé ấy lên ba mà vẫn không biết nói, cười đặt đâu nằm đấy. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vua sai người đi tìm người để đánh lui quân giặc. Ngày hôm ấy đứa trẻ bỗng nói được, bà mẹ ra mời sứ vào nói: xin cho một thanh gươm, một áo giáp sắt và một con ngựa. Vua không phải lo gì, vua ban cho gươm, ngựa. Đứa trẻ liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở chân núi Châu. Con giặc giẫm đạp lên nhau mà chạy, Thánh Gióng đuổi theo tới chân núi Sóc thì dừng lại. Đứa trẻ cởi áo giáp phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vườn nhà của đứa trẻ để lập đền thờ tuế thời cúng tế. Về sau Lý Thái Tổ phong là Sung Thiên Thần Vương, đền thờ ở cạnh chùa Kiến Sơ, Hương Phù Đổng. Vinh danh hội Đền Gióng được tổ chức long trọng tại nhiều nơi, trong đó có hai nơi chính là hội Gióng ở Sóc Sơn, tại núi Sóc, huyện Sóc Sơn vào mùng 6 tháng 1 âm lịch, và hội Đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm vào ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phong giao Kinh Bắc xưa có câu: mùng 7 hội khám, mùng 8 hội dâu, mùng 9 đâu đâu cũng kéo về xem hội Gióng. Tượng đài Phù Đổng Thiên Vương được khánh thành vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2010 trên đỉnh núi đá trồng của khu du tích tâm linh Đền Sóc, chùa Non thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn. Tượng được đặt tại nơi tương truyền rằng sau khi dẹp xong giặc Ân, cậu bé làng Phù Đổng đã cởi áo giáp vấy chào quê hương bay về trời. Ngoài ra tượng đài của ông được dựng ở nhiều nơi trên cả nước và tên ông được đặt cho một số con đường ở Việt Nam. Truyền thuyết Thánh Gióng thể hiện tinh thần sức mạnh của người Việt trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm dưới nước.